Tiếp theo đến mẫu chuyện của bà Lê Thị Thô, 71 tuổi, giảng sanh. Thân thế, bà Lê Thị Thô sinh năm 1918, ấp Nhân Ngãi, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang. Bà có một người con gái là Phan Thị Liễm, sinh sống nghề nông, quá chồng hồi 38 tuổi. Bà là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cư sĩ tại gia, sớm chiều giữ phận tu cầu và chuyên lo niệm Phật. Bà dùng chay trường được 10 năm, phát bệnh và bỏ xác. Bà phát bệnh đau ngày mùng 1 tháng 11 năm 1987. Bệnh đau kéo dài cho đến ngày mùng 8 tháng Chạp năm 1988 mới bỏ xác. Thời gian bệnh nặng bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 năm Mậu Thìn. Bà không ăn, chỉ uống nước suốt 8 ngày, nhưng tinh thần bà vẫn sáng suốt bình tĩnh, không lúc nào quên niệm Phật. Dấu hiệu giảng sanh. Vào đêm mùng 7 sáng mùng 8 tháng Chạp, trong khi con cháu và đồng đạo đã và đang hộ niệm cho bà suốt 5 đêm qua, bà rất quan hỷ và biểu cháu ngoại là Văn Thị Đẹp, cháu nên thường hộ niệm cho bà và còn dặn con cháu ở lại ráng lo tu niệm. Vào lúc 7 giờ tối ngày mùng 7, bà cất tiếng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?" Bà Bảy Hổ là một đồng đạo láng giềng liền trả lời: "Đây là 7 giờ tối." Đồng đạo bên ngoài thấy bà miệng mấp máy niệm Phật không dừng. Đến 9 giờ bà hỏi một lần nữa: "Bây giờ là mấy giờ?" Bà Bảy Hổ liền trả lời: "Bây giờ là 9 giờ. Nhưng chị hỏi giờ để chi?" Bà Hổ hỏi tiếp: "Chừng nào chị về cực lạc, hãy dành cho tôi ghế hạng nhì nhé." Bà Thô mỉm cười và còn cho biết từ 4 giờ đến 5 giờ sáng bà đi. Lúc bấy giờ cháu ngoại là cô đẹp nhắc bà ngoại nhớ niệm Phật. Bà mỉm cười và trả lời: "Ngoại khỏe thì niệm lớn, khi mệt thì niệm thầm trong tâm." Thời gian này đồng đạo thấy bà thường chắp tay xá ngôi tam bảo. Đến lúc 4 giờ bà liền niệm Phật ra tiếng đến 7 câu đủ 6 chữ, còn 3 câu sau cuối sức bà chỉ niệm Nam Mô Đà Phật, và tiếp theo bà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Bà tự đắp mặt, tay trái chắp lên ngực, tay phải xuôi xuống, rồi dứt thở đi êm vào lúc 4 giờ 5 phút sáng ngày mùng 8 tháng Chạp cho đến 8 giờ làm lễ nhập mạch bà, nhưng ở đỉnh đầu vẫn còn nóng. Qua sự khám nghiệm của nhiều đồng đạo, triệu chứng giảng sanh của bà Lê Thị Thô làm cho tất cả đồng đạo hiện diện đều hân hoan và công nhận bà chắc chắn sẽ được giảng sanh. Đọc theo lời tường thuật của cháu ngoại bà là Văn Thị Đẹp: "Nam Mô A Di Đà Phật, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chúng ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng thế đắm say một phút cõi lạnh xa, sớm tỉnh trì tâm trong quê ta, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui vầy xem hồi